Nói đọc được hả? Wow. Ngồi đây đi cậu. Wow, this is really pretty. Đẹp quá cậu hả? Nhìn giống như New York vậy đó. Giống như New York. Let me see, check out this. I see people walking here, but no idea what it is. Wow, this is more like a restaurant. My goodness, this gets scary. I'm so happy to bring my uncle here. This is a cool place to chill. You guys have to come here to sit down and swim and check out the pool. Là gì chị? Dạ thái miếu, thái bị đào. Thái bị đào. Thái mà cứ phải thái. Thái hả? Thái mì ốp, thái mì đào. Thái mì ốp à. Chia cậu. Yes. Enjoy the sunset and the pool at Social Club in Saigon. Check out, I'm gonna walk through here to get the chair to sit down with the drink in my hand. And I can show you the corner of the pool. It's so pretty. Yeah. I'm gonna get a change and get a sour in here. Let me go to the restroom. Okay, wow. Restaurant right here. Change. Oh, there you go. Oh, damn. Nice. Beautiful. So I'm so lucky to be swimming in here with my uncle who sits right in the corner at the social club and watch the sunset. It come down already. Yeah, we're gonna just sit here, chill, swim, then we're gonna go and eat balalov, one of my favorite food. Then I will show you another rooftop. It's very cool with ton of yellow flower. So stay tuned. Okay, now I'm going up. It's cold.
So voila, got the drink and I got my swim. So beautiful. Xuống mà sao nó không xuống? Tại vì bấm tới số 1 thôi. Anh à, nó bấm số 1. Không, không bấm số ground. Mà đây coi như là gì? Hả? Mà đây coi, mà đây coi toàn đi. À, tiêu. Wow, đẹp ơi đẹp. Tiểu không? Nếu mà đi vòng vòng quay. The art. Very French. I think the restaurant right here. The restaurant. Wow, very bougie. Lovely. Really nice. Wow. Đây là nhà hàng hả chị? Dạ, cái này là vừa là nhà hàng à la carte cũng là vừa cà phê. Vừa nhà cà phê hả? Nhà hàng trên rooftop. Thấy xuyên luôn, nó làm hay thiệt á. Rồi, chỗ đó gọi là gì rồi mình tới đó. Khách sạn này gọi là Hotel The Art Social Club thì ở trên khách sạn này nha. Hotel The Art thì nó sẽ giống vậy. Hồ hả? Đây là hồ con rùa. Cầm cà phê rồi cái gì cà phê chúng mình đang bán cà phê. Vô đây thôi. Dạ. Món rêu 8 rêu. Xong, vô. Ở đây gọi là 8 rêu, ở Lý Chính Thắng nó có 3 chi nhánh. Cái này ở đây mình đi là
Để chiến thắng. Chỗ biết gì mình qua Phan Xích Long ha, ăn tàu hũ luôn. Hàng gì giờ tới Phan Xích Long nè. Có cua đồng trứng muối, chùa cua đồng trứng muối ngon vậy. Có thấy quảng cáo có trong cua á. Ừ, cua đồng trứng muối nè. Dạ, nếu mà mình dùng nấu cua thì cái gì đó là cua, mà nó phải cơm tượng. Ngon ghê nha. Em lộn bạn. Đã vậy. Không phần vậy thôi. Ngon ha, được đúng rồi. Cua đồng có đủ thứ hết trọng hết á. Chứ thêm cua đồng ăn me không? Hay là kêu thêm cái gì? Thôi trời ơi, được rồi gọn. Để không để buồn ăn tàu hủ. Món này là cua đồng sắp trứng muối nha. Đây là mắm me. Nhìn thấy ngon ghê á. Cái này xấu đi. Tặng thêm hay sao vậy? Nó nói tại mình có dầu mỡ rồi nó bồi thường cho mình chứ chặt. Trời ơi, ăn cái vụ bồi thường nó mắc cười chứ sợ. Bồi thường chè được á. Ăn chi rồi nha. Phương biết tiếng Anh không vậy mà cần chat á, nó mua. Nó chê, cái cô Mai nói, cô Mai không có tiền mua. Ừ. À, mua cho cái mình nói chỉ nó mua cái đó là cho bé Phương đi. Cái là nó đi. Hay nó mua cái này cho bé Phương hả? Ừ. Ăn cho nó mua cái này. Cái này là cái cũ nè. Mình chat thấy ăn Phương xài cái này cũ. Nhưng mà chụp gì vậy? Không, mình chat thấy ăn Phương xài này cũ. Nó đi mua cái này cho nè. Hồi nào vậy, mới hồi nào? Mới đó. Cười. Đang nghiệp gì? Ờ, cái đó nó bén hơn, cái này nó lợn nó lột rồi. Rồi cưa được chưa? Cưa xong rồi hả? Cưa ngon rồi. Trời ơi. Cưa. Trời gì trời, có không nhận. Thấy thương không? Ờ. Nhìn thấy trời là cực khổ quá, đi mua cây này chà. Cũ rồi nó chạy. Nó hơi cái cưa đó, cưa không được. Nó giờ không có tiền mua. Ờ. Cái em chỉ mua cho bé Phương. Cái cưa này, để cưa cái này đó hả? Không phải, cưa cái cây. Cái cưa củi. À. Trời ơi. Cái người ta thấy như đồng hơn đó. Ờ, tội sao? Đâu biết đâu. Trời ơi, tội chết. Ừ. Đẹp ha. Ừ. Không, tông màu xanh xanh dương cũng đẹp, tông màu đỏ cũng đẹp. Thôi nhưng mà cái bụng bị mất nớt. Bi nè. Này mất nớt chứ mày nữa. Đó bụng bự thì chỉ muốn bự rồi đó. Ủa sao quay nhìn nó bự quá sao giờ nhìn xem nó thì mới không? Nói con đó là bự nhất. Là bự nhất. Nó là cái đầu của nó bự là được rồi. Con đó. Nó có bự bằng đâu, thấy con về thể tích con này bự hơn. Cái màu đỏ hả? Hay màu xanh? Màu xanh đi ha. Màu nào cũng đẹp quá nó. Em tự nhiên thích màu xanh, em thích màu xanh nó sang. Màu đỏ thì nó hợp với lại dây chuyền của chị. Đỏ đỏ hết. Màu đỏ là tỏ tình thương, màu xanh là màu hy vọng. Má mày đừng cho tôi hy vọng nữa. Thất vọng. Cái màu đỏ hay màu xanh? Rồi xanh. Chốt đơn màu xanh. Cầm đàng hoàng. Cầm đàng hoàng. Lên.
Hài lòng chưa? Đầu bự bụng bự luôn đó. Vậy cuối cùng con bắt nó ít đi. 185.000 con đó, trời ơi thế. 8.7. Cái chữ tài đó. Chịu không? Được rồi. Cái nhà mình mua cho chị Hồng nguyên con heo đất. Không thể nào đập được, tới khi nào mình quay về mới đập được, có quyền của mình mới đập được nha. Nha không? Sao mày khai trương bỏ tiền vô? Đi nha. Mỗi lần đi ra mà đồ nó vô cho nó tiện. Thì có buffet phố biển. Cuối cùng cũng tới. Trời ơi, kẹt xe dữ quá đi. Bốn người. Trời ơi, tâm tư. Hai. Chuẩn bị chưa? Ok, let's go. Sài Gòn Water Park. Vô bơi hả? Vô bơi. Có bàn chưa? Chưa. Bốn người. Đã hả? Các bạn đi lấy bàn chứ. Ủa, trái cây đã không kìa. Okay, we're gonna cheer for Josh to say goodbye. Da da da, cheer. One, two, three, cheer. Ugh, disgusting. Càng lây, càng lây, càng lây, càng lây, càng lây, càng lây. Boring meal. Get that? You don't want to go home. Right? Move. Okay, Josh is gonna bring the kid to ice skating in Inland Mark 81, and I'm waiting for my cousin. So hopefully we made it because we have only like 30 minutes. Oh. Trời, có sự tin không chưa? Chú George. Đó, George.
Let's go, how? Show me. Bạn bạn cho đẹp quá vậy trời. Đi đám cưới hả? Cậu đi không? Cậu đi trực ban nghệ thuật không? Đây là cá. Action, action. 42 đi hả? Ai không nụ? Sai, sai con số mấy vậy? Sai số mấy? Sai số 34. 34? Đeo vô. Hai cậu. Con này hả? Con cá heo đi, muốn cá heo không? Cá heo đẹp nè. Rồi. Perfect. Không. Vui không các bông? Vui không? Lạnh quá. Vui không Tiger? Dạ vui. Đi mấy lần rồi? Dạ ba. Ba lần rồi hả? Giỏi ha. Các bông đi mấy lần rồi? Lần đầu tiên hả? Rồi Ken đi mấy lần vậy? Hai lần. Ken đi mấy lần? Lần thứ mấy? Lần thứ hai hả? Với bạn? Anh chụp đoàn viên tắm đi. Okay. Chó nó tính mua đồ cho mọi đứa nên mà không có thời gian nên nó mới rủ mấy đứa đi trượt băng nghệ thuật. Hôm nay có một đứa đi sở thú với chị lên nhỏ nó là ai vậy? Con của chị Hồng và bên kia. Ok. Cho My. For me for Yasino. Yeah. So thank you. I planned to buy everyone gifts. Cảm ơn chú chưa? Con cảm ơn chú gió chưa? Anyway.
I'm gonna miss each and every one of you. I'm really gonna miss you, really, all of you. And it's sad. It's hard for me to say goodbye. I don't. If my way, I would sneak away to the airport and not tell anyone. Yes. You could translate. Yeah, yeah. He was asking me. I plan to come back. I plan to come back. Oh, I have something for him. You gotta order it. I already have it all set, and I'll give you the money for it. Okay. Ông hết, ông chôn, ông chôn. Okay, I see you. Bye-bye. I take them home with me. Oh, boy. I get to you. In front of me. Bye. Cái line dài khổng lồ nó đi mà em tưởng là em đi không à? Xong. Một giờ khuya tới đây ăn cháo trắng hàng xanh. Uống nước xăm. Chị Hồng sợ không biết đường về. Hồng lo sợ 2 giờ đêm không biết đường về. Chị ba chơi heo nha Hồng. Luật thứ nhất, không cần phải bỏ tiền 500 tiền mới. Bỏ sao cũng được, mình sẽ bỏ là được rồi. Luật thứ hai, đừng thục đích heo. Luật thứ ba, có tiền là bỏ chứ không phải là không bỏ. Rồi heo này nó không thể đập được thì cũng được có đập. Lấy ra lấy vô hoài cũng không được nha. Đợi tới khi nào khẩn cấp cũng không được lấy. Thục thôi nha. Thục cũng không được lấy. Đó, con heo này có nửa triệu rồi đó. Đó, để coi được bao lâu mai tiếu nợ tiếu tiếu ngủ đây. Ra lại. Mày cho ăn nữa, tới mày cho nó ăn đi. Rồi, để tới mấy em cho ăn. Riêng luôn á chị. Tôi lỡ cho hộp này luôn nha. Rồi giờ mình về hả? Giờ mình về mình ngủ đi. Không ăn hả? Thôi ngủ chị. Chưa ăn. Giờ là không biết gọi là good night hay good morning nữa. Good night.